Dạ thưa thầy, trong cái cuốn mà Đạo Gì Con Thích Chí Siêu á thầy, ông có nói là có một người hiền nhân, có một đức vua hỏi một người hiền nhân là đạo nào là đạo hay nhất đó thầy. Thì ông hiền nhân kêu là đạo nào cũng là đạo hay nhất, đạo nào cũng là chân lý hết thầy. Thì thầy nghĩ sao vấn đề thầy? Cái đó thầy có viết một cái chuyện vi tiếu. Thầy có viết một cái chuyện vi tiếu. Cũng có một người hỏi cái vị thiền sư, nói là tức là cái người đó đến than phiền, nói sao con tới cái chùa đó, cái chùa đó nói là cái pháp của chùa đó hay nhất, rồi sao con qua cái chùa khác cũng nói là chùa khác là hay nhất, rồi sao con qua cái nhà thờ cũng nói hay nhất, rồi con qua cái Bà La Môn cũng nói hay nhất, rồi bây giờ cái gì hay nhất. Cái vị thiền sư nói mới nói rằng là thì họ nói hay nhất là phải rồi, gì nữa, tại vì mà ai hợp với cái gì thì cái đó là hay nhất. Cũng như cái kính này nè, kính ví dụ như kính cận thì loạn thì viễn thì đó, nó đúng đồ người nào thì người nó đeo vô là nhất cái nhất, cho mình đeo cái đồ của người khác đâu nữa thì nó phải đeo, nó đeo đúng cái đồ của mình là nó nhất. Chứ còn con cái nhất gì nó không biết được cái nhất gì ở đâu cả, nhưng mà cái nào cũng nhất khỏe hết trơn á, tại vì cái nào mà nó đeo đúng cái đồ của người đó là người đó nhất. Cái người kia cần thì bảy đồ thì họ đeo cái kính bảy đồ là nhất, mà cái người nó có kính có cần thì có ba đồ thì đeo cái kính ba đồ là nhất. Thế bây giờ ai nói được là kính ba đồ hay kính bảy đồ là kính nào nhất thì nó nhất là nó nhất với cái người đó thôi. Cho nên cái tôn giáo trên cuộc đời này đó, hay là không phải tôn giáo mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đó, sở dĩ mà nó xảy ra đó là đều là vì nó đúng với một người nào đó. Thôi. Cái người đó thì nó phải xảy ra như vậy, cái người kia thì nó phải xảy ra như vậy, nó tự nhiên vậy, cho nên mới đi ra cái cuộc đời này, chứ còn không sao nó giống nhau hết trơn rồi. Thưa thầy, cho con được hỏi thầy cái ý này, tức là con có được coi một bộ phim lâu rồi nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu á thầy, thì con thấy Đức Chúa Giêsu chịu tất cả những các cái khổ nạn rồi oan ức, những cái đau khổ của Đức Chúa Giêsu nó khác với cuộc đời của Đức Phật là từ vị thái tử rồi ngài giác ngộ rồi từ bỏ tất cả những các cái cảnh sung sướng để đi tu tìm con đường giải thoát. Còn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu thì là một vị cũng như là con trời xuống rồi chịu những cái khổ nạn như vậy, thì con muốn hỏi thầy đấy có phải, con lúc trước con chưa được học đạo thì con nghĩ rằng là đấy có lẽ là nó cũng là cái giống như là cái sinh tử của con người ấy, phải trải qua cái kiếp nạn như vậy thì đấy là một cái hình tượng, thì có phải là như vậy không? Con muốn xin thầy giải thích cho con cái ý thích đó. Chính vì cái chỗ đó đó mà mỗi người là giác ngộ trong cái điều kiện của mình đang là thôi. Chúa thì cái điều kiện của Chúa như vậy, sinh ra như vậy, gặp như vậy thì là thì Chúa giác ngộ trong cái điều kiện của mình. Mà nhờ giác ngộ trong cái điều kiện của mình á, thì Chúa lại nói ra từ cái giác ngộ đó những cái điều rất là hay. Phật là giác ngộ ra trong cái điều kiện của Đức Phật, mình nói ra được những cái điều về cái sự thật về cuộc sống rất là hay. Thế thì á, nó cũng giống như thế này. Đứng trên một phương diện bình đẳng nào đó đó thì là tất cả mọi người, nếu ai giác ngộ ra được chính mình thì đều là hay cả, trong cái điều kiện của mình thôi. Thí dụ như hồi nãy thầy nói là có một vị tỳ kheo mà một bệnh nặng gần chết rồi, mà Đức Phật ngài tới ngài hỏi sắc thọ tưởng hành thức như thế nào, vô thường hay không vô thường như nào, thầy hỏi xong một cái đó là vì đó đắc quả A La Hán liền, đã có A-la-hán trong cái điều kiện đó. Cho nên á, mỗi người là chỉ cần trở về giác ngộ lại cái điều kiện của mình đang có, chứ không phải là giác ngộ đi tìm một cái gì khác để giác ngộ cái cao hơn, không phải vậy. Giác ngộ là giác ngộ lại chính mình trong điều kiện hiện nay của chính mình thôi, chứ không phải gì khác hết trơn á. Mà mỗi người là mỗi khác, chính cái mỗi người đó là tạo ra, là bởi vì do cái tự do đó. Do cái tự do mà hồi nãy thầy nói đó, mỗi người có được cái quyền tự do,
Chính nhờ cái quyền tự do đó đó mà người này thì tạo ra cái này, người kia tạo ra cái kia. Cho nên á, mặc dù là cùng giác ngộ, nhưng mà có vị A-la-hán nào trong đệ tử của Đức Phật mà giống nhau đâu. A Nan thì khác Ca Diếp thì khác Xá Lợi Phất thì khác Mục Kiên Liên, khác nhau hết á, không có ai giống nhau hết á. Nhưng mà giác ngộ là giác ngộ lại chính bản thân mình, chính cái đang là này đó, lúc không còn bản ngã nữa thì nó vẫn là cái pháp tuyệt vời nhất. Chẳng phải là không phải là một phải đổi cái này ra thành cái khác mới là tuyệt vời, mà nó là tuyệt vời nhất nếu như mình giác ngộ ra, mình buông cái bản ngã ra. Cái đó là cái nguyên lý hết sức là cần thấy ra. Chẳng thôi mình cứ nhầm lẫn là mình cứ tưởng rằng là phải đổi cái thân này qua cái thân khác mới là thành Phật. Không phải vậy đâu. Có đôi lúc á, có đôi lúc Phật xuất hiện trước mặt mình á, mà mình đi lơ, mình không chào nữa. Tại vì sao biết không? Vì mình cứ tưởng là Phật là phải có thâu quá, cái lục bụi phải cao. Mà sao ông này cái lục bụi không cao nữa? Thì là ông này không phải Phật. Thành ra là Phật là do cái người đó nặng ra. Rồi bây giờ là một cái nào mà nó giống cái mà mình nặng ra đó thì mới là Phật. Tức là gặp cái ông nào mà mình nặng ra trong tưởng tượng á, mà nó đúng cái mà mình nặng ra trong tưởng tượng thì đó là Phật. Còn cái ông mà Phật mà ông đi ngang qua mình không biết đâu. Cho nên là mình đừng có dừng lên một cái ông Phật theo một tiêu chuẩn nào đó. Thật ra tiêu chuẩn đó là đều toàn con người phìa ra hết á. Còn Phật chỉ là người giác ngộ. Tuần trước á, tuần đầu tiên á, là thầy có nói là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Cái lần thứ hai quên mất. Lần thứ hai không biết nói cái gì cả. Nhưng mà bây giờ dồn lần thứ hai với thứ ba lại là hãy luôn trở về với chính mình và phản ánh trung thực mình như mình đang làm. Cứ vậy thôi. Tức là mình sao mình cứ trả nó lại là vậy thôi. Chứ không cần phải rèn luyện tu tập, không cần phải gì cả. Tức là mình như thế nào mình hãy trở về thấy rõ như mình đang là thôi. Tức là chánh niệm tỉnh giác đó. Cứ làm như vậy cái đã, rồi còn làm sai là điều chỉnh sao. Con không biết là cái chuyện mà chánh niệm tỉnh giác cả ngày á, thì có đôi khi á, giống như cái thái độ của mình nó có nhiều khi nó lơ là với xung quanh đó này, thành ra con không biết là tại vì nó đi vào bên trong nhiều quá. Không có phải vậy như, không thầy như, tại vì con bị đi vào bên trong nhiều lắm. Như vậy tức là chánh niệm tỉnh giác sai. Yeah. Chưa phải là chánh niệm tỉnh giác. Yeah. Cái này là không có thể phân tích ngay bây giờ được đâu. Và cái này thì vô trong trang web đọc, thực ra là thầy giải thích về cái này rất nhiều. Yeah. Phần lớn là mình nhầm lẫn cái chánh niệm tỉnh giác với là cái tâm tứ của thiền định. Yeah. Cho nên là cái tâm của mình cứ gắn bó vô cái gì đó, gắn bó vào bên trong chẳng hạn, nó mới là không. Chứ còn thực ra chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn bình thường. Chánh niệm tỉnh giác là không có làm gì cả, không có gì hết á. Nhưng mà khi con như vậy thì cái trạng thái của con là con làm cái gì con biết cái đó, con biết mình đang làm gì, thậm chí con biết con đang suy nghĩ cái gì nữa. Biết, nhưng mà cái biết đó là cái biết của tâm tứ. Cái này bữa nào rồi thầy sẽ phân biệt cái tâm tứ với cái chánh niệm tỉnh giác nó khác sao. Thường là bị lạc vào cái tâm tứ cho nên nó ra cái trạng thái hơi định. Mà cái trạng thái định này nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đầu thì thấy rất tốt. Lúc đầu thấy rất tốt bởi vì chuyện gì xảy ra mình cũng yên lặng yên được cái trơn á. Nhưng mà càng về lâu về dài mới thấy là nó thất bại. Thì cái này là để rồi chúng phân tích sau. Dạ. Thấy là nó thất bại. Thì cái này là để rồi chúng phân tích sau. Dạ. Thấy là nó thất bại. Thì cái này là để rồi